Lê Trần sẽ được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội, và rất may là bác sĩ Khải vừa đỡ đẻ xong là đến với chúng ta để góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Nãy giờ bác sĩ Vượng nói cũng hết hơi rồi, bây giờ tới phiên bác sĩ Khải nói về những lão hóa hoặc là những cái vấn đề mà của người phụ nữ trong lúc mang thai hoặc là sau khi sanh đẻ rồi, có những tắc kinh. Tắc kinh nó có nhiều kiểu lắm, khó chịu. Healthy aging. I guess cái điểm quan trọng đó là cái healthy aging là nhớ đó, đừng có để đến mức mà age rồi mới nghĩ về cái healthy aging. Mình phải bắt đầu như, từ như ai cũng qua cái cảnh đó. Tới mức đó có thể hơi trẻ. So mới là, hơi age là bắt đầu là phải chuẩn bị. Sức khỏe mình, làm bác sĩ sometimes we're not the best example. Sức khỏe của mình đó, mình nói thì hay, thì phải bắt đầu từ từ còn trẻ. So mấy bệnh nhân đang có bầu thì cũng vậy, là dưỡng sức khỏe, ăn uống, okay, không phải là in and out hamburger. Long long lành thì không sao. So ý khi sư nói là healthy aging thì phải mình phải start early. Tại đến mức đó thì sometimes nó trễ. Mà healthy aging đó thì theo ý kiến thì mình chia ra 3-4 phần. Nó là emotional, spiritual, emotional, physical, ngoài đó là cũng cái kia là cũng hormonal nữa. So làm đàn bà đó là kẹt là cái hormone của mình. So nếu mà mình lớn tuổi, cái buồng trứng nó giảm đi, nó mất cái chất estrogen đó, nó sẽ cũng ảnh hưởng đủ thứ hết, ngoài cái mấy cái physical. So cái physical nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng xương, ảnh hưởng tim, ảnh hưởng da, mà nó sẽ ảnh hưởng cái tinh thần của mình, and then cái mind. So thường mình khuyên mấy bác lớn tuổi đó thì mình phải làm mấy cái trò để cho cái đầu óc của mình nó tiếp tục nó sáng sủa, nghĩa là puzzle, đi mấy cái puzzle, mấy cái là word crossword puzzle, crossword puzzle, mình tìm gì mình thích mới. Tôi đóng cửa tiệm ngay lập tức, đóng chương trình ngay lập tức. Nếu ai này dọc tiếng Việt Nam mới, đóng tiệm ngay lập tức. Học cái đó học hoài cả đời không ra. Cái đó thì tiếp tục làm nó tốt. Tùy theo mình thích cái gì, mình phải tiếp tục mình tìm hiểu thêm. Có thời giờ để mình đi volunteer, bước ra ngoài. Lớn tuổi mà mình cứ ở nhà không có làm gì hết thì nó cũng tạo ra mấy cái bệnh tình buồn đủ thứ hết. So go out, mình may mắn là bên Hoa Kỳ có nhiều chương trình, nó có cái hội cho bác nhiều lớn tuổi, bác trai bác gái, thì mình join mình đi. Cái có nghe mấy bạn kể đó là mấy bác lớn tuổi có cái hội badminton, đánh vợt, cột vợt, bọn rất là hay, mấy bác đánh rất là giỏi. Mấy cái đội ý nó là sao anh vậy, đó là mình phải tiếp tục mình be active, không phải là tự nhiên tới mức đó cái tuổi đó là mình bỏ hết. Especially cho một người phụ nữ, mà cái điểm khi biết cái thời gian còn ngắn, mà cái này nó cũng rất là quan trọng cho mấy người phụ nữ mà healthy aging. Healthy aging là cũng phải là có cái healthy sexual aging. Right. Okay, so healthy sexual aging nghĩa đó là không phải là đến mức đó mà mình bỏ hết tại vì nó khó chịu hoặc là nó đau quá rồi mình phải trốn hoặc là cái đó mình sẽ nói nhiều hơn bác sĩ. mình phải trốn, mình trốn mà mình có cách để giúp cho nó tiếp tục cũng là active sexually. So sexual activity, mental activity, emotional activity, mấy cái đó thì mấy bác phải tiếp tục đầy đủ. Julie hứa với quý vị là ba chị em sẽ có một cái đề tài rất là hấp dẫn là sexual health, right? Cái gì quên lại. Đúng, sexual health. Sexual health. Khi mà mình nói sexual health, nhiều người nói trời cái cô này sao mà lại bạo miệng thế. Thưa quý vị, về y khoa không có cái gì là xấu hổ hoặc là không có gì là sai hết. Ăn thua là mình cái đầu cái cách suy luận của mình mà thôi.
xin mời bác sĩ Khải tiếp tục. Sorry. Cái điểm rất quan trọng thì cái đề tài này mình sẽ nói thêm, but các bạn, cái đề tài đó we can go on and on. Không phải là bác lớn tuổi không, với trẻ em rồi. So that's looking forward to it. Me too. But you know, trở lại đó là you know, healthy aging cho người phụ nữ đó thì giống cái nói đó là kẹt đó, không phải là kẹt, unfair, là tại tới một cái tuổi cái hormone nó không giảm rất nó không có mặt. Yeah. So tới một cái tuổi đó cái hormone nó giảm rất là nhiều. So trở lại cái ngược lại nơi cái điểm nói đó là cái tuổi mãn kinh là 51. Okay, mà thường đó là tiền mãn kinh có thể là 45 tới 51 là bắt đầu, hay là 40 bắt đầu rồi. So mình nhớ đó là cái bắt đầu thời gian đó đó thì cũng phải chuẩn bị cho sức khỏe của mình sau khi này. So bổ xương phải tiếp tục uống you know, tim, huyết áp, tiểu đường, mình phải make sure là cái đó là optimal. Cái đó nói sơ qua vậy bệnh thôi. Bệnh ý nói đó là cái đàn bà đó tới cái tuổi 51 á thì nó cái healthy age nghĩa là mình age nó rất là đủ thứ, nó ảnh hưởng đủ thứ hết, là tại cái buồng trứng của mình nó sẽ giảm hết các hormone. Bởi vậy mấy ông chồng phải nên thương vợ nhiều hơn. Mấy ông chồng cũng bị age phải. Nhưng mà mấy ông chồng không phải bị qua kinh nguyệt, không có phải mang nặng đẻ đau. Đúng. Cho nên chồng... mấy ông chồng phải thương mấy bà vợ nhiều hơn nữa. Mấy ông chồng cũng mang nặng vậy chị, mấy biết nặng. Không? Mang mấy bà vợ nặng. Có nặng đâu. Tại vì không, mà mình thấy là ở đất ở Hoa Kỳ đó thì phải công nhận là mấy ông chồng thương mấy bà vợ nhiều hơn là mấy ông chồng ở Việt Nam. Tại mình hiểu hơn. Tại vì cái gì cũng thế, cái gì cũng vậy, là có qua hay có lại, it takes two to tango, đúng không? Thì bây giờ đó, thay vì mình nghĩ line dancing một mình, ngoại trừ là không còn bác trai hay bác gái nữa, thì mình phải đưa vợ mình hoặc là rủ chồng mình, thôi chúng ta thật sự ra có một cái cuộc nghiên cứu cách đây không lâu, người ta nói là những cái người nào mà có vợ chồng họ sống lâu hơn, sống happier so với những những cái người nào mà độc thân hoặc là chia tay, vợ chồng chia tay hoặc là vợ chồng một người đi trước. Thì người ta có nghiên cứu là nếu mà bằng lứa tuổi như nhau, cái khả năng sinh sống nó cũng như nhau, thì cái người nào mà có vẫn còn có vợ có chồng thì sẽ sống lâu hơn và sống khỏe mạnh hơn. Những cái tại vì cái về cái tinh thần của họ, tinh thần. Nhờ cái tinh thần và nhờ cái cũng một phần là thể lý, là có thể giúp qua giúp lại sexual health là cái đề tài mà I'm looking forward to. Emotional, physical, help each other. Cái điểm không biết là bác sĩ Vượng Sơ có nói chưa, nó cũng có thể ảnh hưởng cái healthy aging đó, là cái đời sống bên Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đó là có nhiều cái stress quá đi. And then maybe sometimes cái gia đình nó ấm thì sau khi cái stress thì về nhà nó sẽ giảm đi. Và ý nói sơ qua là cái stress của mình nó sẽ ảnh hưởng đủ thứ hết. So từ y tá đến bác sĩ đến CPA đến lawyer. So cái stress quá nhiều nó dồn lại đó thì you know it makes you age, nhiều thứ age lắm. Ngoài cái physical aging nó sẽ làm cái emotional and psychological aging. Maybe cái đó một cái đề tài sau khi này nữa, nó có thể nó ảnh hưởng đến mức mà mình không cũng như là không muốn sống nữa. So too depression. Much stress, depression. So cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng cái aging. So we have to find support system. Support system. Còn một cái nữa mà cũng muốn bổ túc, tại vì khi mà chúng ta như bác sĩ Khải nói hồi nãy, có thật sơ là con cũng nói sơ sơ là khi mà chúng ta bước chuẩn bị cho cái vấn đề lớn tuổi lão hóa từ từ đi, vấn đề bệnh hoạt chúng ta phải để ý. Những cái cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường là những cái nó làm cho suy giảm sức khỏe rất là nhanh mà chúng ta không thấy được cho đến khi nó quá trễ. Chúng ta phải đi khám bác sĩ ít nhất là một năm một lần để mà chúng ta biết là chúng ta có bị không. Mà nếu biết mình bị thì phải chuẩn bị trước. Cái thường thường đa số những chữa những cái bệnh này sớm không có đòi hỏi một viên thuốc nào hết. Chỉ đòi hỏi sự thay đổi sinh hoạt, tức là thay đổi cách ăn uống, cách tập thể thao. Đó là những cái điều chúng ta đã nói trước cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một cái khác nữa là khi mà chúng ta lớn tuổi, cái điều quan trọng là chích ngừa nha quý vị. Chích ngừa. Những bác lớn tuổi
đơn giản lắm, chỉ có mấy mũi chích thôi. Chích ngừa cúm hàng năm. Mùa này mùa cúm, chịu khó, nhớ đến trước. À, chích không đau không ăn tiền. Không, anh nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra chích ngừa cúm nó sẽ bảo vệ cho chúng ta sức khỏe. Nhưng mà ngoài ra còn ngoài chích ngừa cúm nó có những thứ chích ngừa khác. À, mình không biết là phụ nữ bầu thì đương nhiên là cũng có khuyên chích ngừa cúm, nhưng mà khi mà những người lớn tuổi là chích ngừa sinh phổi nha các bác. Sinh phổi thì trên 65 người ta cho khuyên chích hai mũi, một mũi là Pneumovax, một mũi là Prevnar, hai mũi cách nhau một năm. Trên dưới 65 tuổi thì những cái người nào bị những cái chứng bệnh như là nó làm cho suy yếu sức đề kháng thì cũng được chích hai mũi sinh phổi. Thí dụ những người bị bệnh tiểu đường, bị bệnh viêm gan B, gan C, những người bị bệnh suy thận, những người bị HIV, những người bị phong thấp mà phải uống thuốc prednisone, những cái người đó phải được chích ngừa sưng phổi. Ngoài ra những người trên 50 tuổi thì được cơ quan y tế phải khuyên là chích ngừa dời leo. I was going to say shingle, đau lắm quý vị ơi. Và cái chích ngừa dời leo nó sẽ bảo vệ chúng ta đỡ bị một cái sự đau đớn không cần thiết. Không thuốc mới, rất là tốt. Bao nhiêu tuổi thì được chích? Cơ quan y tế khuyên là 50 tuổi, nhưng mà đa số bảo hiểm cover là 60 tuổi trở lên. Nhưng mà mình bị rồi, mình có nên chích không? Yes, bị rồi vẫn nên chích. Nếu mình đã chích cái thuốc cũ rồi, mình vẫn được quyền chích cái thuốc mới. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Khải đã cố gắng để góp mặt trong chương trình. Chứ không là bị nãy giờ ngứa lỗ tai, tại vì hai chị em đang bảo là không biết bác sĩ Khải này đi đâu mất tiêu. Một lần nữa Julie xin được nhắc lại là cái buổi hội chợ nha khoa cho các em tuổi từ 1 đến 17 tuổi sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 29 tháng 9 từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều tại trường Concord Career College trên đường Euclid và Garden Grove. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với số điện thoại là 714-620-1056, 714-620-1056 để biết thêm chi tiết. Và dịch vụ, những cái dịch vụ về răng sẽ được cung cấp miễn phí cho các con em của quý vị. Ai đến trước thì sẽ được nhận được những dịch vụ đó trước. Và cái chương trình này sẽ được các em sinh viên trong ngành hygiene mình dịch là gì? Hygienist hả? Hygienist là mấy người chợ khoa, chợ nha hả? Không, no, chợ nha là assistant. Assistant. Thôi mình gọi hygienist. sẽ là hygienist cho các em sinh viên hygienist đứng ra để bảo trợ, đứng ra tổ chức. Và vì thế cho nên xin quý vị liên lạc trực tiếp với số điện thoại là 714-620-1056 để biết thêm chi tiết. Và chương trình này cũng được bác sĩ nha khoa Olivia Lan Hương và cá nhân Julie thuộc First Financial Security tổ bảo trợ. Xin cảm ơn hai vị bác sĩ và cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.